chứ không làm việc gì khác cả. Nghĩ như vậy rồi bảo những người đến xin. Các người tùy ý cần dùng các thứ của cải chi ta đều thí cho, thì các người đến lấy vật dụng nghĩ nó như của mình, đừng nghĩ của người khác. Vì sao? Vì ta nhờ các ngươi nên được an vui mà thọ thân này chứa nhóm của cải, nên của cải này là của các ngươi, tùy ý thọ dụng hay cho người khác dùng chớ có ngại ngùng. Khi Đại Bồ Tát này khởi tâm thường xót các hữu tình như vậy, nên mau được viên mãn tâm vô duyên đại bi. Nhờ tâm đại bi mau viên mãn nên tuy thường làm lợi ích an vui cho vô lượng hữu tình, nhưng đối với hữu tình đều vô sở đắc và cũng chẳng đắc sự cảm thắng quả, nên biết một cách như thật. Chỉ do lời nói của thế tục lập ra nhiều thứ lợi ích an vui cho các hữu tình, lại biết một cách như thật việc lập ra đều giống như tiếng vang, như ảnh tượng, tuy hiện ra tựa có nhưng không chân thật. Vì sự việc này nên đối với các pháp đều không nắm bắt. Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát thường nên tu hành bố thí ba la mật đa, như vậy nghĩa là đối với hữu tình không có sự luyến tiếc, cho đến xương thịt thân thể còn đem bố thí, vốn là các của cải bên ngoài, đem các của cải bố thí giáo hóa cho hữu tình mau được giải thoát sanh lão bệnh tử. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đem của cải nào để nhiếp hóa hữu tình mau giải thoát sanh lão bệnh tử? Phật dạy: Này thiện hiện, đem vật dụng của mình để tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, đem vật dụng của mình để trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, đem vật dụng của mình để trụ trần như cho đến cảnh giới bất tư nghì, đem vật dụng của mình để trụ thánh đế cổ tập diệt đạo, đem vật dụng của mình để tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, đem vật dụng của mình để tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đem vật dụng của mình để tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, đem vật dụng của mình để tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, đem vật dụng của mình để tu tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, đem vật dụng của mình để tu cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, đem vật dụng của mình để tu tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, đem vật dụng của mình để tu năm loại mắt, sáu phép thần thông, đem vật dụng của mình để tu 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, đem vật dụng của mình để tu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đem vật dụng của mình để tu 32 tướng, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, đem vật dụng của mình để tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, đem vật dụng của mình để tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đem vật dụng của mình để được quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, đem vật dụng của mình để hành hạnh Đại Bồ Tát, đem vật dụng của mình để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết các của cải thiện pháp như vậy nhiếp hóa hữu tình, làm cho mau được giải thoát sanh lão bệnh tử. Các Đại Bồ Tát thường dùng các thứ của cải như thế làm phương tiện thiện xảo nhiếp hóa hữu tình, giúp cho mau được giải thoát các khổ sanh lão bệnh tử. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát an trụ nơi bố thí ba la mật đa, tự mình hành bố thí ba la mật đa, khuyên các hữu tình hành bố thí rồi, nếu còn thấy hữu tình hủy phá tịnh giới, thì nên sanh tâm thường xót, khuyên bảo họ: các người phải nên thọ trì tịnh giới, ta sẽ bố thí của cải cho các người từ nay không bị thiếu thốn. Bởi vì các người thiếu thốn vật dụng sanh nhai nên mới hủy phá tịnh giới, gây các ác nghiệp. Này ta sẽ tùy theo sự thiếu thốn đó mà cung cấp cho các ngươi được đầy đủ. Các người an trụ nơi giới luật thanh tịnh này, tuần tự sẽ được đoạn trừ các khổ. Nhưng theo pháp tam thừa, tùy theo chỗ thích ứng thoát khỏi khổ sanh tử, được vui niết bàn. Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát này an trụ bố thí ba la mật đa, tự mình thọ trì tịnh giới cũng khuyên người khác thọ trì tịnh giới, thường tự mình khen ngợi pháp thọ trì tịnh giới, vui mừng khen ngợi người thọ trì tịnh giới. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa, khuyên các hữu tình an trụ vào tịnh giới, thoát khổ sanh tử, được vui niết bàn. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa, thấy các hữu tình sân giận lẫn nhau, sanh tâm thương xót, khuyên bảo họ: nguyên nhân nào các ngươi sân giận với nhau như vậy? Các ngươi nếu vì sự thiếu thốn mà cùng nhau tạo các ác nghiệp, thì nên đến ta sẽ bố thí cho, đừng có ngại ngùng. Tùy theo các ngươi cần dùng,
Ta đều thí cho, các ngươi chẳng nên sân giận với nhau mà nên tu an nhẫn cùng phát từ tâm. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này an trụ bố thí và làm mạch đa, khuyên các hữu tình tu an nhẫn rồi, muốn làm cho họ có niềm tin vững chắc, khuyên họ như vậy. Nhân duyên sân giận đều không nhất định, không có thật, từ vọng tưởng phân biệt khởi ra, vì tất cả pháp bản tánh không. Nguyên nhân nào các ngươi đối với pháp không thật mà vọng sanh sân giận, tổn hại với nhau? Các ngươi đừng vì nhân hư vọng phân biệt mà sân giận với nhau, tạo ra các ác nghiệp, phải đọa vào địa ngục bàng xanh, cõi quỷ và chỗ xấu ác, chịu có sự khổ nặng nề. Sự khổ ấy thật là khốc liệt, bén nhọn, cắt hại thân tâm vô cùng đau đớn. Các ngươi đừng chấp vào việc chẳng thật, vọng tưởng sân giận, tạo ra các ác nghiệp. Do nghiệp tội này, thọ thân người hạ liệt, còn khó có thể được, huống là sanh lên cõi trời hoặc cõi người, hoặc gặp Phật nghe pháp, hết lòng tin thọ như lời dạy mà tu hành. Các người nên biết, thân này khó được, Phật ra đời khó gặp, phát sanh niềm tin lại khó, nghe pháp thọ trì lại càng khó hơn. Ngày nay các người đã đầy đủ sự kiện này, đừng vì sân giận mà đánh mất thời cơ tốt đẹp, nếu mất thời cơ này khó tìm lại được. Vậy nên các ngươi đối với các hữu tình, đừng sanh sân giận, phải tu an nhẫn. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này an trụ bố thí ba la mật đa, tự mình hành an nhẫn, cũng khuyên người khác hành an nhẫn, thường tự mình khen ngợi pháp hành an nhẫn, vui mừng khen ngợi người hành an nhẫn. Như vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa, khuyên các hữu tình tu hành an nhẫn. Các loài hữu tình, do sự tuần tự này lần lần nương vào tam thừa mà được giải thoát. Lại nữa, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa, thấy các hữu tình thân tâm biếng nhác, sanh lòng thương xót, khuyên bảo họ. Nguyên nhân nào các ngươi không siêng năng tinh tấn tu các thiện pháp lại sanh biếng nhác như vậy? Người ấy trả lời, bởi vì chúng tôi thiếu thốn của cải nên đối với thiện pháp chẳng siêng năng tu được. Bồ Tát bảo, ta sẽ cho của cải để được đầy đủ, không bị thiếu thốn. Các ngươi nên siêng năng tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã. Khi được Bồ Tát bố thí của cải rồi, các hữu tình này không còn thiếu thốn, thần tâm phấn khởi, tinh tấn tu các thiện pháp mau được viên mãn. Hữu tình nhờ thiện pháp được viên mãn nên tuần tự phát sanh các pháp vô lậu, nhờ pháp vô lậu nên được chứng quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán, hoặc quả độc giác bồ đề, hoặc nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, tuần tự mình tu các địa vị của Bồ Tát, chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này an trụ bố thí ba la mật đa, tự mình hành tinh tấn, cũng khuyên người khác hành tinh tấn, thường tự mình khen ngợi pháp hành tinh tấn, vui mừng khen ngợi người hành tinh tấn. Như vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa, giáo hóa các hữu tình xa lìa sự biếng nhác, siêng năng tu các điều thiện, mau được giải thoát. Lại nữa, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa, thấy các hữu tình thân tâm tán loạn, sanh lòng thương xót, khuyên bảo họ. Nguyên nhân nào các ngươi không tu tịnh lự để bị tán loạn thất niệm luân hồi sanh tử? Người ấy trả lời, chúng tôi do thiếu thốn của cải nên đối với tịnh lự chẳng tu tập được. Bồ Tát bảo, ta sẽ bố thí cho các ngươi của cải để được đầy đủ, không bị thiếu thốn. Từ nay các ngươi không nên khởi tâm hư vọng phân biệt, chạy theo vật chất, tìm tòi các thứ bên ngoài làm rối loạn tâm mình. Khi các hữu tình này được Bồ Tát bố thí của cải rồi, không còn bị thiếu thốn, liền đoạn trừ hư vọng phân biệt, tầm từ dục ác, nhập sơ tịnh lự, tuần tự được nhập vào các tịnh lự thứ hai, thứ ba, thứ tư, nương vào các tịnh lự để đưa đến tứ bi hỷ xả và làm chỗ y chỉ cho bốn phạm trụ tịnh lự vô lượng, tuần tự nhập vào bốn định vô sắc, tuần tự vô lượng,